đủ nha. Chờ em với nha. Chờ em với. Dữ rồi. Ăn dữ vậy? Ráng nha. Ăn không hẹn tao hết, tao chọn giả vậy. Chưa còn. Xin chào. Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Hôm nay nhà mình sẽ làm món chuột nướng nha các bạn. Đây là thịt chuột mình đã mặn sẵn sạch hết rồi. Bây giờ hai anh em mình sẽ ướp chuột này. Tí nữa mình sẽ nướng nha các bạn. Rồi, nướng đi. Rồi, hiện tại như các bạn đang thấy là thịt chuột đã được ướp sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ đợi 15 đến 20 phút để cho những cái gia vị này nó ngấm vào con chuột. Rồi mình bắt đầu đem đi nướng nha các bạn. Rồi, hiện tại thịt chuột đã được ướp xong rồi nha các bạn. Bây giờ nhà mình sẽ đem nó đi nướng với lửa than. Thôi, chỉ để lên thôi. Bóng này.
cả nó hết á, chắc anh biết rồi. Trở lại nó không em vô biết là thật đi rồi, con này chính là cái ra, con này để vô nữa, con này với con này mình lại trở lại. Rồi hiện tại chuột nướng đã hoàn thành nha các bạn, bây giờ mình ăn tại chỗ nướng luôn. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món chuột nướng này nha. Cạnh luộc mệt rồi à, cả nhà xương bỏ ai con cầm đây nè. Cay hả? Quá ngon các bạn ơi. Ừ, không ngon gì. Cái miếng nhỏ này dột phải rồi đó. Gớt nữa hả? Gớt rồi hả? Quá ngon. Chiên dở quá. Bà nội chiên dở quá hả? Vừa ăn không hả? Hơi lạ. Hơi lạ. Nhưng mà chắc con Điền là vừa đó. Ngày về ăn được rồi. Mặn quá, không ngon ăn không rồi quá. Anh mẹ ăn vậy luôn. Té rồi ông Hoàng. Té là Út bỏ luôn nghe, Út cầm chuột rồi nha. Con này té không nghe, nó có cắn nha. Rớt cái ruột ở cái gan vậy kìa. Bắt rồi. Thiếu à. Thiếu chấm thôi. Thiếu bia hả? Gửi được không? Vậy là kim cương ăn được hả ta? Nó cay lắm. Rồi là miếng loại. Đâu, sa tế này nó không có cay á. Thơm, ngon, cái ngon. Có cay rồi. Ăn chưa hết nữa mà em nói được. Xé cái đùi cho kim cương anh. Tại ta cũng vậy thôi. Tao không ăn được. Nóng. Ngon đồ quá. Tầm cắt nha. Nướng nhiều quá, cái này phải nướng thân nữa thôi, mời nó ăn nữa nữa, nướng nhiều quá. Là ai biết, thì đó mình ăn luôn. Ừ, mà chịu nó ăn mua khác nữa cho nó ăn. Mà ngán thiệt, 180kg ghê thiệt. Chưa. Dục đi. Ăn giống mèo hửi quá. Hạ cái đầu gối xuống ơi, thấy cái quần thấy luôn rồi. Thử hết lại vậy. Cặp nhiều đâu. Cặp luôn kia dục cái đó đi, dục cái đó đi. Dục cái còn thịt mà kia người ta dục. Cặp cái đồ kia ngon quá. Cặp cái đồ kia vô. Răng nhai trên chuột cũng ngon. Chuột ngon thiệt á, ăn không hôi luôn á. Dục đi. Ăn gỡ sạch cắt. Ăn đi, ăn cái đùi kìa. Cắn cái đùi phực phực rồi. Nhỏ nè. Đó. Ơi. Nắp hết trơn kìa, nhóc cặp mạnh vô coi, cặp miếng cái đùi cặp cục bự ra nó muốn muốn rồi. Anh giống mèo hửi quá. Trời nha, hả hoài. Mình mạnh lên nè. Thôi bây giờ bên cơm ăn được. Ừ, được rồi đó. Hiếu một người. Không cho con nó đuổi nha. Chờ em với nha. Chờ em với. Dữ rồi. Ăn dữ vậy? Trời ơi. Em không hẹn tao hết, tao trả giả vậy. Chưa còn nắm. Nè, nè, ăn đi. Nè. Giết chuột rồi. Ủa chứ ai không ăn chuột mà. Rồi, quá ngon lắm các bạn ơi. Rồi, mình dừng nội dung video đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy thích thì cho nhà mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp. Xin chào.